Oh. Whoa! Yeah! Xin chào cả nhà, lại là Thi đây. Và Tết Nhâm Dần đã đến rồi. Cho phép Thi được gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người. Một năm mới ai cũng giàu to, công việc chạy ro, không còn nhăn nhó và muốn gì được đó nhé. Happy Lunar New Year! Và video clip ngày hôm nay là một trận đá banh tại giải Mừng Xuân cùng với mấy anh em đội Tân Bình FC. Siêu hấp dẫn luôn. Trận này diễn ra cách đây một tháng rồi, đúng ngay ngày Tết Tây luôn đó. Và hôm nay Tết ta chiếu lại cho anh em xem là đúng bài đúng không nào. Ok, không liên thiên nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Let's go! Giải bóng đá thiện nguyện Mừng Xuân 2022 Cúp CT Sport. Thì giải này diễn ra tại sân CT Sport vào 7:30 sáng. Và sẽ là một giải đấu giao hữu thật sự thú vị, không máu me ăn thua. Vì các trận thi đấu này giải thưởng không có, và tất cả tiền giải thưởng quy hết về để làm thiện nguyện. Đó. Ok nha. Và sẽ có Sáu Vàng, Sky Ngập Tràn, Tân Bình và 301 Sang Trọng. Nay mang đôi Puma Evo Speed nha cả nhà. Rồi, chơi thôi. Ok. Ở đây chụp là gửi link liền nè. Hôm nay là mà. Ok được. Và trong loạt bốc thăm may rủi chọn cặp thi đấu thì Tân Bình FC gặp Sky Ngập Tràn FC. Ten chụp hình. Rồi đi qua chào thôi, đi qua chào bạn thôi, khỏi chào bạn rồi. Ok. Rồi. Chào bạn thôi. Ok. Ok. Vậy em thi anh. Ok. Yeah. Không vui vẻ gì đâu. Không vui vẻ gì hết nha. Ở ngoài vui vui cười cười thôi, chứ là vô trận là khác liền á. Khác liền á. Dứt luôn. Ok. Tổ kiếp bơ. Thôi, quay. Thấy chưa, nó có sai đâu. Vui vui dễ dễ trước mặt thôi, vô là phập thì sao tới liền. Đưa về. Tổ thang. Yeah, tay. Oh. Ok Thăng ơi. Có mình qua hỗ trợ, yên tâm đi. Chơi trong. Lấy bèo. Lấy cái nữa bèo, ok. Quay. Tôi ơi. Thăng. Đổi về kìa. Ok kìa ơi. Đổi về. Ừ. Wow. Yeah. Tuyệt vời. Tốt tay ơi. Yeah.
Đây là bàn thắng đầu tiên của Thi trong năm 2022, đặc biệt nhất lại là trong giải đấu bóng đá Mừng Xuân nữa. Đầu năm ghi bàn, cả năm sẽ ghi bàn nha anh em ơi. Thật là tuyệt vời. Yeah. À, một mình thôi. Đá cái gì đó. Ê chà, pressing kiểu này tốn sức quá mà không ăn thua rồi. Đội Sky Ập Tràng không phải là một đối thủ dễ chơi rồi. Nó đào gói quá. Già chúng ta rồi. Sát vô. Ở giữa cái kèo mẹ đó. Tổng kia bơ. Đủ. Đây rồi heo. Bèo. Về lại đây, đây. Tốt thằng. Bỏ thằng. Tốt thằng ơi. Đúng rồi, tường thôi. Thằng, ok. Lấy. Đây nè, về lại đi, kẹt hết rồi. Về lại em. Toàn. Đâu mà em lấy. Ok. Keeper. Thang. Lấy. Rồi. Tiếc quá Kiệt ơi. Đổi biên Kiệt. Tốt béo. Mình ra thở rồi anh em ơi. Thấy người cho anh em đó tiếp. Chỗ ngủ chỗ làm mình. Ok. Đấy. Lỗi rồi. Cầu thủ nguy hiểm nhất của Sky Ngập Tràn đây. Mang văn đội trưởng số 7. Xuân Kiệt. Ừ, đã sệt, không sao. Tốp eo, xa lưng. Ôi, mất quanh thua. Tiếp. Chết tôi. À. Phá lên. Dài. Tốt lý. À. Không kẹt té hoài không kẹt. Vậy luôn. Ok. Bảo giữa. Giữa hỗ trợ Toàn ơi. Ok Toàn. Lỗi. Nguy hiểm quá. Cự ly này. Nhưng không sao đâu. Tốt quá. Không chính xác. Một đều. Hiệp 2. Vô đi anh. Tình hình là mình đau rồi, sưng cục đây. Chu cha. Mua quá hả? Trời, trung vệ bển đang thui. Đây ông này nè, chứ đâu. Trời, giờ gác 1-0 thì ngon rồi. Vội đi, nhanh lên. Tí phản lý nhà.
Ồ, hai gôn đá qua lại cho nhau hay sao đó tơi. Đúng thiệt luôn. Gôn này đá qua, gôn kia đá lại luôn. Chuyện cho kiện té chứ thật đền. Chiến thuật này hay á. Vô luôn anh. Chà, xích chút nữa. Cốc A là tí xíu. Chết tôi. Oh man. Chuyền cái tới chân luôn. Thôi trái rồi. 1-2. Tàn nghỉ 5 phút vô lại đi Tàn. Đã chơi mà xuất dữ gì mấy bộ. Đó, lấy thằng. Trời. Nói gì đi, nói gì đi, nói gì đi. Hay quá. Hay quá. Hay quá thằng heo ơi. Tiền đạo đẳng cấp. Chuyện nói gì đi cái kêu má. Chưa gì. Sao nhảy đồ thằng heo. Ok, vẫn thằng heo. Rất chậm rãi. Má gần gốc ghê đi chứ ha. Hay, dễ hay. Y chang trái mình luôn các bạn. Ok, cơ hội nâng tỷ số lên. Cố Lý ơi. À. Chúng ngay cột dọc. Trời đã chậm mà. Ơi. Trời ơi, chúng ngay hậu vệ. Tốt thằng ơi. Tay không à tay. Ta rờ bóng giúp thôi, đụng đâu đụng. Ta rờ bóng giúp thôi. Qua đâu? Ồ. Oh. Cầu thủ số 19 đang chuẩn bị vào sân. Cầu thủ nặng cân nhất giải đấu này. Trước mắt là pha đá phạt, gần như một pha đá góc. Tốt. Ok. Ôi trời, bức tường kia cỡ đó thì thôi. Ơi, không sao. Không sao, không sao. Ơi, có ba đây, ok. Có ba đây. Và đây. Xem kỹ lại pha bóng này nào. Một cú dứt điểm cực kỳ mạnh của cầu thủ đội bạn và bóng đã chạm xà ngang lẫn cột dọc dội ra ngoài. Và không có bàn thắng nha anh em. Ok. Ừ. Chết tôi rồi. Nguy hiểm quá. Ừ. Người ta đã hỏng. Không sao. Cố lên anh em ơi. Chết tôi rồi. Chết béo ơi. Không sao. Béo ơi, phất dài lên béo ơi. Rồi không ai đón đường tuyến ra. Bỏ về Tài ơi. Chết tôi. Ừ. Là bạn đã không chuẩn chân. Bước về thăng. Rồi. Không có cần slide cho đó đâu Quy ơi. Một đống.
không vào. Yeah. Yeah, ok. Mình vừa vào lại sân, chưa kịp làm gì hết thì ăn ngay quả bàn thua bất ngờ. Pha bóng là sự không hiểu ý giữa trung vệ và keeper. Chỉ cần một trong hai người thả cho người kia là xong à. Thôi cố lên, làm lại nào. Về Thăng ơi. Trời hỏi quá. Ôi trời chồng. Ôi, pha này đúng là may mắn quá xá luôn á. Khung thành rộng vậy mà sút banh trúng ngay chỗ trung vệ ứng sẵn. Ok. Thôi chai ủ quá. Đổng Thăng ơi. Lấy. Rồi đá đi, đâu có gì tiếc hết á. Thăng. Phải không? À. Tiền trả đi. Lấy Thăng. Bạn. Gõ mình bạn. Rồi, đá luôn. Ráng kìa rồi. Lấy. Thăng. Lấy, đá lấy. Chậm vào. Trong tay. Hay ổn rồi. Đến luôn. Nhắc cái đai luôn vậy thôi. Đạp bóng xuống. Sao coi mấy em coi không? Trời. À coi đó. Coi. Yeah. Đổng Thăng ơi. Thổ bạn. Ba đều. Ăn lại nè, ăn nè. Hết trái hết giờ. Ok. Tổ Thăng ơi. Hết giờ. Thở đi. Hết giờ. Ok. Té mình lên. Rồi. Ok. Quả bên đầu tiên. Thắng không?
Tốt Thăng ơi. Ok tốt. Tốt. Chờ. Lấy. Tốt quá. Chết. Trời. Cái lòng thôi Lý. Lòng thôi Lý ơi. Ok. Sang ngang xuôi rồi. Ở trưởng nha. Chà. Kệ lên đá con. Ok. Vui mà. Nó giỡn. Tốt. Giúp. Tốt rồi. Tốt kia ơi. Tới rồi đó, tới rồi đó. Đây nè Tú ơi. Thua luôn á. Hạt là thua luôn. Đó. Trời ơi chết tôi rồi. Đặt cái lòng ơi, đặt cái lòng. Quả cuối của mình á. Có anh Huy ơi. Trời ơi. Ok. Huy chương gì cũng được. Ừ. Rồi trọng đá đi. Rồi trọng đá luôn hả? Rồi ok. Cầu thủ nặng cân nhất giải đấu đây. Sang trọng. Cố lên. Hai thùng sữa côn. Mình hai thùng sữa côn luôn. Ê! Vô đây! Vô! Tiếp ơi! Chúng đúng không? Văng vô lưới rồi! Bravo! Còn pha này nữa! Rẽ lên Tú ơi! Đá góc A rồi. Ok, vậy đó hay rồi. Tình hình là kết thúc trận bán kết. Bán kết gì? 4 đội đã trận bán kết chung kết thôi á. Thì thua Ben. Giờ là trận tranh 3-4. 3-4 gì cũng có huy chương hết. Nên thành ra hai bên đang cá độ nhau kìa. Đá độ thùng nước hay sao đó. Chứ kết quả trận này thì không quan trọng mấy. Video clip trận này thì để dịp khác mình up nha. Bây giờ là 10 giờ sáng. Kết thúc hai trận thi đấu bán kết rồi. Và tranh 3-4. 3-4 thì giống nhau mà, quy chương đồng hết. Mình đang ngồi nghỉ mệt xíu, chỗ này nó sưng. Cái pha trung vệ của Sky nhập tràn vô trái ác quá. Cái đầu gối nó trúng cái đầu gối mình, giờ co lại đau quá. Co lại co không được. Co sát đau đây lắm. Chắc là bầm đây. Nãy giờ cũng chườm đá dữ lắm rồi đó. Nói chung chườm đá thêm và phải nghỉ ngơi. Sưng cục. Nhưng mà đây chắc không có phải là sụn chêm hay gì đâu. Làm ra sao? Đuôi cơ tứ đầu đùi phía trên này nè. Làm ra không sao đâu, nghỉ ngơi mấy hôm hết. Ha. Này đá bằng đôi Puma Evo Speed. Có một bàn thắng. Khai xuân rất là tuyệt vời. Nói chung giải thiện nguyện mà. Đứng thứ mấy cũng được. Chủ yếu là giống như là một buổi đá giao hữu cuối tuần thôi. Chứ cũng không phải là giá trị gì to lớn. Anh em đá vui vẻ sức khỏe. Rồi anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh. Đón chờ các video clip của mình trong thời gian tới. Phạm Thi, xin chào, gặp lại. Bye bye. Mình lên nhận huy chương đồng ha. Lúc lên thì sẽ làm thiện nguyện, gửi cho các trung tâm bài liệt Thành Lộc. Một bộ đồng, hai đội mà. Ok mấy anh em cũng đó, thiện nguyện mà. Trao bộ đồng trước. Rồi. Một bộ trước. Rồi, ok. Đây là bạn thằng heo ơi. Ok. Chương đồng. Đó. Ai cũng có bị chừa hết. Đá banh vui mà. Vui vẻ sức khỏe mà, đúng không anh em? Ok, Sky nhập tràn giành chức vô địch ha. Giải bóng đá thiện nguyện Mừng Xuân 2022. Yeah. Vui.